Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về một trong những cái tin tức mà nhiều người quan tâm ngày hôm nay đó chính là báo cáo mới nhất của Bloomberg Intelligence. Thì báo cáo này cho biết được là Bitcoin đã trở lại quỹ đạo và hướng tới 100.000 đô la. Và trong cái báo cáo này đợt thường chia sẻ chi tiết hơn tại vì thuận vừa dành thời gian để mà đọc cái báo cáo này cũng không có dài lắm nhưng mà có một số điều rất là thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn. Thì trong cái báo cáo này đó nói là nguồn cung đang giảm trong khi mà nhu cầu và việc áp dụng đang tăng ở hầu hết các quốc gia. Bitcoin đang trở thành tiền điện tử của thế giới. Thì khi chúng ta đi vào cái báo cáo của Bloomberg đó, đây là báo cáo mới nhất tháng 8 năm 2021 thì có một số điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì cái đoạn mà nhiều người trích dẫn nhất đó chính là cái đoạn này. Có nghĩa là bây giờ đó thì Bloomberg nghĩ là Bitcoin đó đã tạo ra một cái nền tảng đó khoảng chừng là 30.000 đô và bây giờ đó là đang chuẩn bị chuyển 4.000 40 đô trở thành cái nền tảng vững chắc để từ đó tăng trưởng và tiếp tục tiến tới 100.000 đô đó là cái uh, nhận định của Bloomberg liên quan tới giá cả của Bitcoin và lý do tại sao đó thì hiện bây giờ đó Bloomberg nói là có một số những cái yếu tố, những yếu tố như chúng ta đã biết đó là bây giờ đó là hiện bây giờ Trung Quốc đó đã không cho tiếp tục đào Bitcoin gây áp lực với lại nhiều công ty liên quan đến crypto thì đây là một trong những cái cơ hội tốt để cho Hoa Kỳ và nhiều quốc gia mở cửa chào đón crypto và thêm vào đó nữa là Bloomberg nói là chúng ta cần phải nhìn vào thị trường của trái phiếu trái phiếu đó thì trong tương lai tới đây đó thì đối với bloomberg đó là những trái phiếu đó càng ngày càng có cái phần trăm lãi suất càng ngày càng thấp đi và thậm chí bây giờ đó có cái số lượng lớn trái phiếu là đang nằm ở trong cái tình trạng là lãi suất âm cho nên càng ngày bitcoin càng trở thành một cái sự lựa chọn để mà chống lại cái sự mất giá của tiền pháp định và càng ngày bitcoin càng chứng minh được là đóng cái vai trò là tiền điện tử cũng như là chúng ta sẽ thấy là càng ngày càng có nhiều công ty đó sẽ lưu trữ bitcoin và sẽ tích hợp bitcoin với lại chiến lược đầu tư hay là cái chiến lược cung cấp dịch vụ của những công ty đó. đương nhiên chúng ta hiện giờ nghe nói tới rất nhiều công ty như là visa, master, chúng ta nghe nói tới paypal, bây giờ hầu như rất nhiều và rất nhiều công ty họ đang kết hợp với lại tiền điện tử và bitcoin đương nhiên là một sự lựa chọn hàng đầu cùng với lại ethereum. thì nói tới bài viết này thì họ cũng đã chia sẻ là họ nghĩ là ngoài chỉ bitcoin ra ethereum cũng có cái sự tăng trưởng Rất mạnh Trong tương lai tới đây Tại vì đó Rất rõ ràng Là khi mà họ đề cập đến Cái Hội uh, nghị B World đó Hội nghị mà chúng ta có um, Cathy Wood Của Ark Investment Chúng ta có Jack Dorsey Của Twitter và Square Và đương nhiên Chúng ta có Elon Musk Của Tesla Và SpaceX Thì uh, dựa vào ba người này thôi đó rất rõ ràng là cả ba người này đều lưu trữ bitcoin và ethereum cho cá nhân cũng như là lưu trữ cho công ty thì bloomberg nói là ba người này là đại diện cho nhiều công ty hiện bây giờ họ có thể lưu trữ bitcoin và cũng lưu trữ luôn ethereum cho nên bitcoin đó là vàng điện tử nhưng mà ethereum đó đã đóng một vai trò là nền tảng lựa chọn hàng đầu cho cái tài chính điện tử tài chính phi tập trung và có một phần ở đây anh thường cảm thấy là Um, rất là thú vị, đó chính là khi mà họ nói tới uh, Kodak thì uh, họ nói là những công ty đó đã học được nhiều bài học đáng giá từ hai cái sự kiện thứ nhất là sự kiện của Kodak và thứ nhì là sự kiện của Blockbuster. Nhưng mà nào mà không có rằng đó thì uh, Kodak là một trong những công ty mà cung cấp phim ảnh rất là nổi tiếng trước đây các bạn thì là Kodak các bạn có thể mua máy chụp hình Kodak các bạn có thể uh, mua phim chụp hình của Kodak thì sau này chúng ta bắt đầu có những cái máy chụp hình điện tử mà lưu lại hình ở trong máy vi tính lưu lại hình ở trong cái máy đó mà không cần phải in ra thì Kodak không nghĩ đó là tương lai Kodak nghĩ là hình ảnh là cần phải in ra người ta phải mua album để người ta để hình vào và người ta đi khoe với bạn bè người ta cần phải sờ được cầm được hình cho nên không tin là hình ảnh ở trong điện thoại, hình ảnh ở trong cái máy vi tính là tương lai. Cuối cùng, Codec đã đón hoàn toàn sai và các bạn thấy được là kết quả như thế nào. Blockbuster cũng vậy. Blockbuster là một nơi đó mà cho mướn phim, cho mướn dĩa phim, cho mướn video. Thì đó là cái mô hình hoạt động. Và sau này chúng ta bắt đầu có những cái mô hình như là mua những cái phim trên mạng hay là xem phim trực tuyến trên mạng như là công ty Netflix á thì Blockbuster không tin đó là tương lai. Blockbuster nghĩ là thời điểm mà có phim trên mạng đó mạng lưới thì internet rất là chậm, không phải ai cũng có thể coi phim trên máy vi tính tại vì lúc đó các bạn được là không phải như bây giờ các bạn bấm nút một cái thì phim đã nằm trên TV. Trước đây á thì không phải là đơn giản như vậy, cho nên Blockbuster không nghĩ đó là tương lai. Blockbuster nghĩ là người ta vẫn tiếp tục đi mướn phim, bỏ cái dĩa vô hay là bỏ cái okay. cũng mang vô nên mà có phim nên thì đơn giản hơn nhưng mà cuối cùng họ đã đón sai và đã phá sản thì rất là thú vị là bài viết này của Bloomberg đưa ra hạt ví dụ này nói là nhiều công ty đã học được những bài học quý giá từ công ty Kodak và Blockbuster khi mà họ đã không nhận được tương lai cho nên bây giờ đó đối với lại Ethereum đối với lại Bitcoin nhiều công ty bây giờ họ chấp nhận để mà làm việc với lại Bitcoin với lại Ethereum với lại nhiều loại tiền điện tử khác nhau có thể là họ thành công, có thể họ thất bại Cái đó không quan trọng bằng là họ không đi kịp thời gian có nghĩa là nếu như mà họ thành công đương nhiên là rất tốt có thể mang đến cho họ rất nhiều lợi nhuận nhưng mà nếu như họ thất bại thì họ chỉ bị lỗ một phần mà thôi trong khi mà trước đây đó khi mà họ không chấp nhận những cái cải tiến mới thì khi mà họ thất bại đó là họ hoàn toàn sụp đổ và bị phá sản cho nên nhiều công ty bây giờ lựa chọn thử nghiệm với lại bitcoin với lại tiền với nhiều, nhiều tiền điện tử là vì lý do đó cho nên tóm lại bài viết này đó là Bloomberg rất là bullish về cái tương lai của Bitcoin và Ethereum thì Bitcoin thì các bạn cũng đã biết là Bloomberg nghĩ là Bitcoin đang tiến tới 100.000 đô và Ethereum đó thì Bloomberg nghĩ là như trong bài viết này họ nói là 4.000 đô Để thằng chiếm coi có phải là 4.000 đô hay là không Ethereum thì họ nói là sẽ tiến tới cái mức là 4.000 đô Đây là bài viết của Bloomberg mà Thượng muốn chia sẻ với các bạn Điều kế tiếp đó, thì ngày hôm nay đó chúng ta có một cái bài được chia sẻ đây là một sự nghiên cứu được chia sẻ bởi hiệp hội ngân hàng Hoa Kỳ American Bankers Association hay còn gọi là ABA thì hiệp hội ngân hàng Hoa Kỳ khuyến khích các ngân hàng Hoa Kỳ hợp tác với các công ty tiền điện tử à, báo cáo đó là báo cáo các bạn nhìn thấy trên màn hình đó dài khoảng chừng là 20 trang thuộc mình dành thời gian để mà xem thì họ cũng viết rất rõ ràng thì một điều mình thường rất thích tới đây đó là hiệp hội ngân hàng Hoa Kỳ đã chia tiền điện tử ra đó là thành bốn loại bốn loại rất rõ ràng đó chính là tiền điện tử như chúng ta biết là Bitcoin, Ethereum, um, Cardano và vân vân. Đó là loại thứ nhất. Thứ nhì là stable coins, đó chính là những loại tiền tử mà có giá trị 1 đô la. Thứ ba là CBDC, đây là những cái loại tiền điện tử quốc gia mà được cấp bởi ngân hàng trung ương. Và cuối cùng là NFT, non-fungible tokens, đây là những cái loại Uh, tiền điện tử sưu tầm thì đây là bốn loại được nói tới bởi ABA và cũng có cái sự giải thích cũng như là ở bên dưới này đó họ để uh, một số những cái uh, tài liệu là những cái từ mà chúng ta hay sử dụng ở trong thị trường này là có nghĩa như thế nào như là tiền điện tử tài sản điện tử uh, DeFi vân vân và cũng như là họ đi vào đó uh, một số những cái tài liệu là tại sao mà họ nghĩ là những ngân hàng đó nên tìm hiểu và nên hợp tác với những công ty ở trong thị trường này tại vì đó cái cơ hội cũng rất là lớn cơ hội đây là cơ hội nào cơ hội đây đó họ nói được là có 10 cơ hội cơ hội đầu tiên đó là lưu trữ giá trị có nghĩa là tiền điện tử như là bitcoin đó thì có thể là một cái loại mà chúng ta có thể lưu trữ giá trị những ngân hàng có thể là lưu trữ giá trị sử dụng Bitcoin là một trong những loại tiền điện tử mà hiếm hoi trên thị trường và giá cả đó thì tăng trưởng theo thời gian. Đây là Cơ hội đầu tiên mà những ngân hàng cần phải suy nghĩ đến là họ cần phải lưu trữ một số những tài sản bằng tiền kỹ thuật số. Thứ nhì nữa là ngân hàng đó cũng có thể cho phép khách hàng của mình cung cấp dịch vụ ví để cho khách hàng của mình có thể lưu trữ tiền điện tử trong ngân hàng của họ. Và trên căn bản đó thì họ có thể là tính phí nếu như mà họ có cách để mà đảm bảo là tiền điện tử lưu trữ trong ngân hàng của họ sẽ không có bị mất mát hay là sẽ có bảo hiểm để mà bồi thường. Đây cũng là một trong những cách mà họ có thể kiếm được tiền trong thị trường này. Thứ ba họ nói tới đó chính là những cái tài sản mà các bạn có thể lấy lại được có nghĩa là những cái loại tài khoản thì những loại tài khoản đó đó ngân hàng cũng có thể là gửi tiền về những loại tài khoản đó để mà kiếm được doanh thu ngân hàng đây cũng là một cách cái thứ năm đó là liên quan đến thanh toán có nghĩa là những ngân hàng đó có thể là cung cấp dịch vụ thanh toán và tính phí. Đây cũng là một cách mà ngân hàng có thể kiếm được lợi nhuận ở trong thị trường tiền kỹ thuật số này. Đương nhiên các bạn thực là hiện bây giờ chúng ta đã có những cái ngân hàng hợp tác với lại PayPal, Visa với những cái sàn giao dịch nhưng mà cho ra những cái thẻ tín dụng như là thẻ nhiều BlockFi hay là thẻ debit của Coinbase, đây là những cách mà ngân hàng có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách là cung cấp thanh toán kế tiếp nữa là landing có nghĩa là ngân hàng đó thì có thể tham gia vào cho khách hàng của họ gửi tiền vào ngân hàng để mà dùng nó làm thế chấp để mượn cái số tiền và ngân hàng có thể là cho khách hàng của họ mượn sau đó là tính lãi đây cũng là một trong những cách mà kiếm được tiền trong thị trường này cho những ngân hàng Kế tiếp đương nhiên là một trong những cách phổ biến nhất là có thể là tạo ra những cái sàn giao dịch Ngân hàng có thể là tự đứng ra để mà tạo những sàn giao dịch à, Và đương nhiên họ có thể tính phí Kế tiếp nữa là ngân hàng có thể là môi giới đứng trung gian Có thể là họ cung cấp những dịch vụ à, chuyển từ nơi này qua nơi kia Hay là họ có thể là thay mặt khách hàng của họ để mà đi thu mua tiền kỹ thuật số Và họ có thể kiếm cái sự trên là đó Và họ cũng có thể là cung cấp những cái dịch vụ liên quan tới bảo hiểm như là mọi người nào đó mua bảo hiểm cho cái chương mục đầu tư của họ họ có thể là à, sử dụng những cái hợp đồng thông minh để mà cung cấp bảo hiểm cho những cái à, giao thức vân vân và đương nhiên họ có thể là sử dụng tiền kỹ thuật số như là một loại tiền ích, sử dụng những cái token để mà gây dựng những cái ứng dụng phi tập trung hay là sử dụng à, những cái token để mà lưu trữ dữ liệu của ngân hàng ở trên blockchain và cuối cùng là họ có thể đứng ra để mà tạo những quỹ đầu tư Đây cũng là một cách tiếp cận phổ biến Họ có thể tạo những quỹ đầu tư Quản lý tiền đầu tư cho khách hàng Và họ có thể là lấy một phần coi như là phí quản lý Đây là 10 cách mà được chia sẻ bởi Hiệp hội Ngân hàng của Hoa Kỳ Đó chính là lưu trữ giá trị thông qua crypto Kế tiếp đó là dịch vụ lưu ký Thứ ba là tài khoản có lãi Thứ tư là dịch vụ landing Thứ năm đó là dịch vụ thanh toán Thứ sáu đó là làm môi giới thứ bảy là dịch vụ sàn thứ tám là tiện ích và thứ chín là bảo hiểm và cuối cùng là quản lý tài sản để mà lấy ví thì có thể là à, các bạn không có biết thường cũng là một trong những thành viên của hiệp hội ngân hàng ở Hoa Kỳ đây chính là cái chứng chỉ ABA của thường mà thường cũng đang ở trên những mạng xã hội thì cái mà thường muốn chia sẻ với bạn đây là EBA là một cái hiệp hội rất là lớn EBA là một những hiệp hội chính của ngành ngân hàng của Hoa Kỳ và có thể nhiều bạn cũng đã biết là ngoại trừ là thường là thành viên của hiệp hội ngân hàng của Hoa Kỳ bản thân thường trước đây cũng là thành viên của thị trường chứng khoán và có mặt hoạt động trong thị trường chứng khoán vì lý do đó đó thì các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ luật rất là gắt cho nên có nhiều bạn có thể là nghĩ là thuận nói cái câu tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem lời khuyên đầu tư thì cái câu đó là không phải là thường nói là chỉ cho vui mà câu đó, nó thật sự là có ý nghĩa và cái câu đó, đó là một trong những cái điều cần thiết tại vì thường sống ở Hoa Kỳ và thuận thì có nhiều bằng chứng chỉ làm việc trong ngành tài chính cho nên những gì mà thường chia sẻ trên youtube này chỉ đơn giản là chia sẻ cá nhân cung cấp thông tin cho các bạn không phải là lời khuyên đầu tư cho nên thường cần phải nói cái câu đó và thường không phải là người cung cấp dịch vụ tài chính ở trên youtube đây là một điều rất quan trọng về cái phương diện pháp lý cho nên thường cần phải nói cái câu đó À, với các bạn thường xuyên và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà chia sẻ thông tin liên quan tới uh, SEC đi thì uh, các bạn thấy được là uh, cái thông tin liên quan tới uh, cái vụ kiện của SEC đó ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ và công ty Ripple đó thì càng ngày như các bạn cũng đã biết là càng ngày càng hướng về công ty Ripple hơn thường này chia sẻ những thông tin như là các bạn thấy được là công ty Ripple đã có thể mời được uh, giám đốc của SEC là William Hinman để cho lời khai là tại sao mà William Hinman lại nghĩ là Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán, tại sao lại nghĩ là XRP là chứng khoán để xem coi là lập luận đó có chắc chắn hay là không và công ty Ripple sẽ sử dụng cái lập luận đó để mà chứng minh là XRP cũng giống như là Bitcoin cũng giống như là Ethereum không phải là chứng khoán thì chúng ta được là có thêm một cái thông tin nữa đó chính là cái thông tin liên quan tới công ty Ripple đã được tòa án cho phép để mà lấy một số những cái thông tin liên quan đến sàn Binance thì đây không phải là một thông tin gì gọi là mọi người quá bất ngờ trước đây đó thì công ty Ripple trong vụ kiện này đã cũng đã xin phép tòa án để mà có thể lấy được những thông tin từ những sàn như là Bithum, iFinex, OKX, Huobi và Bitstamp và một số những cái sàn khác À, để làm gì khi mà họ lấy những thông tin những sàn này đó bây giờ là mới nhất là thông tin liên quan tới sàn Binance là họ sẽ nhận được thì họ sẽ lấy những cái dữ liệu này và họ sẽ xem hết tất cả những cái dữ liệu liên quan tới sàn Binance à, liên quan tới XRP coi coi trong đó có bất cứ một cái tài liệu gì họ có thể sử dụng được à, để chứng minh là tại sao sàn Binance lại có XRP họ đã có những cái lập luận gì cho là XRP không phải là chứng khoán cũng như là các bạn thấy được là trước đây họ cũng đã làm điều tương tự đối với những sàn như là Bitum, Ifinex, OKX, Huobi, Bitstamp vân vân và đây là thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ kiện thì nhiều người cho đây cũng là một cái bước tiến tới tốt cho XRP nếu như mà họ có thể kiếm được tài liệu từ sàn Binance những lập luận họ có thể sử dụng để chứng minh là XRP không phải là chứng khoán dựa theo lập luận của Binance và có thể là dự kiến này sẽ kết thúc đó. hiện bây giờ chuẩn đoán là đầu năm 2022 và nói tới Binance thì bây giờ Binance đã hợp tác với một công ty gọi là Alchemy Pay thì nơi nào mà có thể chấp nhận Alchemy Pay bây giờ đã có thể sử dụng Binance Pay thông qua Alchemy Pay thì tôi không có sử dụng Binance Pay cho nên cũng không rành về cái thông tin này nhưng mà dựa theo tài liệu đó thì hiện bây giờ có 40 loại tiền kỹ thuật số trong đó đương nhiên có Bitcoin và Ethereum và có 18 quốc gia mà đang có sự hoạt động của công ty Alchemy Pay thì những nơi nào mà có thể thanh toán sử dụng Alchemy Pay thì có thể sử dụng bằng Binance và đương nhiên trong đó có một trong à, những cái công ty lớn đó chính là công ty à, mua bán trên mạng Shopify Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng sau thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link Ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn cũng có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những thông tin như là giảm 20% giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn uh, Bybit hay là sàn EMT và các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng để đăng ký rút tín hiệu truy miễn phí hay là các bạn có thể tìm hiểu cái sponsor cho kênh thùng Capital là sàn sinh Moon XPT và những bạn nào mà ở Hoa Kỳ thì đương nhiên các bạn có những sự lựa chọn như là Binance US nếu các bạn thích giao dịch altcoin và những dịch vụ khác như là các bạn thấy trên màn hình BlockFi, Crypto v vân vân. Và một lần nữa Thuần cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn